Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những cái series mới của mình, đó chính là series về đọc hộp. Hôm nay mình sẽ đọc hộp một cái series về đồng hồ. Đây là một trong những cái must item mà tất cả các bạn nam nên có, nên sở hữu cho mình một cái đồng hồ tốt, xịn và đặc biệt là phải có brand về history ha. Brand history thì đó chính là một trong những thương hiệu mà mình khá là thích, đó chính là Swiss Military Hanowa. Ở đây, đây là một trong những cái thương hiệu mà đã được chính phủ và được bộ quốc phòng của Thụy Sĩ công nhận và được bảo hộ. Cho nên là các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái mẫu thiết kế của Swiss Military được lấy cảm hứng từ quân đội cũng khá là nhiều. Và hôm nay mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nhé. Ở trong cái hộp giấy này, ở bên trong hộp giấy này thì nó sẽ có một cái hộp nữa. Và đây chính là một cái hộp bằng da. Thì ở trong cái hộp da này nó sẽ chứa đồng hồ của mình. Tất cả những cái sản phẩm của Swiss Military, nếu như các bạn để ý thì ở trên đây nó sẽ có logo của nếu các bạn để ý đây là logo và đó chính là lá cờ của Thụy Sĩ ha. Và tên của thương hiệu sẽ được dập nổi ở trên đây. Ngoài ra là cái chất liệu da này nó khá là đẹp và nó khá là mịn. Bên cạnh đó là nó còn có những cái đường chỉ, những cái vân chỉ nó rất là gọi là sắc sảo nữa. Mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nhé. Ở trong đây thì nó lại là có một cái lớp nhung. Bên cạnh đó là nó sẽ có một cái, đây chính là một cái tờ giấy mà nó sẽ ghi tất cả những cái thông tin của cái thương hiệu, của cái đồng hồ mà các bạn mua, nó có những thông số kỹ thuật như thế nào hay là nó được lắp ráp như thế nào thì nó cũng sẽ đều nằm ở trong cái tờ giấy này nhé. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái gối, thì cái gối này sẽ để bọc cái đồng hồ của mình lại để tránh cho cái câu chuyện là va đập nhiều, như da va đập nhiều sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ khi mà các bạn mới mua. Có một cái mà mình nghĩ là ở tất cả những cái thương hiệu đồng hồ đều sẽ có, đó chính là một cái túi hút ẩm. Rồi ok, tại sao mà nó không có đồng hồ đúng không? Thì nói chung là đồng hồ mình đang bày ở đây, cho nên là mình chỉ đập sơ một cái hộp để cho các bạn xem thôi. Và để đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái dòng series mà liên quan tới dây sắt. Đồng hồ thì đối với mình thì mình sẽ thích hai loại dây, một là dây sắt, hai là dây da. Nhưng mà thường mình sẽ đeo dây da nhiều hơn, tại vì mình kiểu còn trẻ cho nên mình sẽ đeo dây da. Nhưng mà riêng với dây sắt thì mình sẽ sử dụng cho một vài dịp nhất định. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đầu tiên thì nó được lấy cảm hứng từ hải quân. Nó chính là dòng Awa. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Thì riêng với dòng Awa ở trên đây thì cái mặt đồng hồ nó sẽ là màu xanh. Ngoài ra là xung quanh là số, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó. Và nếu mà các bạn có thể để ý kỹ hơn một chút xíu thì ở trên đồng hồ Awa này á, thì trên cái bề mặt á, nó có hơi kiểu mà gợn sóng á. Nó cũng kiểu gọi là sao ta, nó gọi là lấy cảm hứng từ mặt đại dương á, cái kiểu giống như là bề mặt của đại dương á, là sẽ có những con sóng. Và mình thấy là khá là thích, và đặc biệt á, là nó khá là tinh tế, nó khá là nhỏ nữa, cho nên là nó cũng khá là phù hợp với tay của mình nè. Nó cũng khá là vừa tay, và đối với những người mà gầy như mình á, thì những cái mặt đồng hồ nhỏ vừa phải như thế này á, thì nó sẽ rất là phù hợp. Và giá của chiếc đồng hồ này đó chính là 5.720.000. Ta-da. Và mình sẽ xong một chiếc đồng hồ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến chiếc thứ hai. Thì đây lại lấy cảm hứng từ một cái gọi là sao ta. Và đây chính là chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ không quân. Đây là dòng E, được lấy cảm hứng từ những cái gọi là những cái anh phi công phi kiểu giống như vậy á. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn về cái mặt đồng hồ. Thì nó sẽ khác dòng Awa hồi nãy. Thì hồi nãy dòng Awa ở đây á, là nó sẽ có dãy số đúng không? Nhưng mà ở đây á, thì mình sẽ có những cái vạch đại diện cho những con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiểu như vậy. Và nó có một cái đặc biệt, tất cả những cái dòng của Swiss Military thì nếu mà các bạn có thể để ý, ở trên mặt đồng hồ sẽ có logo, đó chính là lá cờ của Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, trên những cái vạch số hoặc là trên những cái vạch kim đồng hồ thì cũng sẽ đều có những cái vệt trắng. Vệt trắng đó có nghĩa là khi mà các bạn đi vào buổi sáng thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng đúng không? Và khi các bạn đi vào vùng tối thì nó sẽ dạ quang lên. Thì lúc đó các bạn sẽ có thể thấy được gọi là có thể thấy được giờ của mình. Để mình thử cho các bạn xem nha. Wow, có đó.
Và giá của chiếc này đó chính là 6.500.000 đồng. Đối với mình thì nếu mà 6.500.000 đồng có nên mua loại đồng hồ này hay không thì đối với mình thì mình nghĩ là nên có. Tại vì giống như hồi nãy mình nói, cái tiêu chí mà để mình mua đồng hồ nó sẽ có hai tiêu chí. Thứ nhất là nó phải hợp thời trang. Ví dụ như mà mình mặc một cái áo sơ mi màu hồng như thế này nhưng mà mình đeo một cái đồng hồ sắt nhưng mà dây màu trắng thì lên và mặc với mặt đồng hồ màu trắng thì mình thấy lên cũng khá là hợp, đúng không? Nhưng mà đặc biệt hơn, nó sẽ có một cái rất là giá trị, đó chính là brand history. Và đó chính là một trong những cái tiêu chí mà mình sẽ sẵn sàng mua với giá 5 triệu, 6 triệu hoặc 7 triệu, 8 triệu kiểu như thế. Và tiếp theo đó chính là một cái đồng hồ lấy cảm hứng từ bộ binh. Và đây, nhưng mà thực sự ra nếu mà gọi là lấy cảm hứng từ bộ binh thì cũng không phải. Nhưng mà đây là một cái dòng đồng hồ đa chức năng. Ở trên đây nó sẽ có thêm 3 đồng hồ phụ nữa. Bên cạnh đó là đối với những bạn mà khá là thích tốc độ, khá là thích biker, kiểu biker mà kiểu mà như là những cái tay đua F1 á, thì khi mà họ đeo trên tay, đúng không, khi mà họ đua trong một cái chặng đua khoảng tầm 2 km đi, ví dụ như vậy, thì họ có thể bấm giờ là họ sẽ biết được là trong vòng 2 km họ đã chạy được bao nhiêu lâu, kiểu như thế. Nhưng mà riêng với cái loại biker này thì nó lại không phù hợp với tay mình lắm, nhưng mà mình vẫn mua tại vì nó vẫn phù hợp với một vài outfit. Cho nên nếu mà các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn thì đây, tôi sẽ cho các bạn xem ha. Đó. Nó khá là đẹp, đúng không? Nó khá là chất á. Cho nên là những bạn nào mà mê tốc độ mà hay đi mô tô hoặc là đi xe hơi thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn khá là thú vị. Đặc biệt hơn, nó còn thể hiện được cái sự thành công và thể hiện được cái sự gọi là chuẩn men của mình nữa. Giá của chiếc đồng hồ này đó chính là 9.630.000. Và có một điểm đặc biệt nãy giờ mình vẫn chưa giới thiệu đến các bạn, đó chính là ở trên mỗi cái đồng hồ cũng sẽ đều có một cái tag của Swiss Military. Và đây chính là một trong những cái để các bạn có thể biết được hàng giả hàng thật. Nhưng mà song song đó, đối với mình khi mà mình mua tại thương hiệu WatchMe thì nó sẽ có thêm một cái mã vạch. Và ở đây, một cái tem chống hàng giả, và ở đây nó sẽ có một cái miếng giấy bạc, đúng không? Khi mà các bạn cào ra thì ở trong đó nó sẽ có một cái QR code. Và cái QR code đó, khi mà các bạn search được QR code, nó sẽ ra được tất cả những thông tin của cái đồng hồ này. Đó là một điều khá là hay để giúp các bạn có thể chống được mua lầm hàng nhái nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 4 cái đồng hồ mà mình thích nhất. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn được cái mắc nhất đi ha. Cái mắc nhất thì cái này có trị giá là 9.110.000. Và đây là cái mắc nhất trong 4 cái dây da mà mình có. Thì cái này là cũng lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ đa chức năng. Nó cũng có 3 cái đồng hồ phụ, và bên cạnh đó là nó sẽ vừa kết hợp từ mặt số và kể cả mặt vạch ha. Thì các bạn có thể thấy rõ, bên cạnh đó là cái họa tiết dây da này, nó lấy kiểu giống như là cảm hứng từ da cá sấu. Cho nên là khi mà các bạn đeo vô, nó rất là phù hợp với những người mà thích trekking, đi rừng, rồi gọi là hòa mình với thiên nhiên, kiểu như thế. Nhưng mà đặc biệt hơn là nếu mà các bạn để ý mà những cái người mà kiểu mà kiểm lâm á, thì họ sẽ rất là thích những cái gì nó hơi liên quan tới màu xanh lá cây một chút xíu, để kiểu hòa nhập mình với xung quanh kiểu như vậy. Thì mình thấy đây là một chiếc đồng hồ nó khá là ok. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những cái mà nãy giờ mình cũng chưa giới thiệu nhé. Thì nó sẽ có hai điểm nữa, sẽ có cái phần logo, đó chính là cái phần mà quốc kỳ của Thụy Sĩ, đó chính là cái phần mình núm vặn đồng hồ ở đây là thứ nhất. Cái thứ hai là ngay chỗ cái khuyên cài, thì đó chính là những nơi mà sẽ có thêm những cái phần logo của Thụy Sĩ, thì để cho các bạn có thể kiểm tra được hàng nào là hàng nhái, hàng nào hàng thật. Và nó sẽ đều có được những cái tỷ lệ dập nổi ở trên đó rất là kỹ càng và rất là tinh tế. Đặc biệt là những bạn nào mà thích đi Đà Lạt mặc những bộ đồ full màu nâu, full màu be hoặc là full màu da bò, thì đây là một trong những cái đồng hồ mà sẽ rất là phù hợp với các bạn. Dây này vẫn là dây da nhưng mà xung quanh nó được cắt rất là tinh xảo, rất là tinh tế ha. Nó không có đường chỉ may ở đây, cho nên là khi mà các bạn đeo vô nó cảm thấy rất là classic. Nhưng mà đặc biệt là vẫn rất là gọi là thời trang và thời thượng á. Cho nên là nếu mà những bạn nào mà mặc những cái set mà full màu nâu mà gọi là muốn có một cái đồng hồ nó đơn giản, nó classic thôi, dây nó rất là classic, thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn hoàn hảo. Giá của chiếc này nó là 6.500.000, cũng khá là ok, đúng không?
Và tiếp theo đó chính là một cái nữa, hiện tại ngoài trời đang mưa rất là to. Riêng với cái này á, thì nó với giá là 5.460.000 thì nó rẻ hơn cái dây hồi nãy một chút xíu, nhưng mà cái này á, nó vẫn là lấy cảm hứng từ Aqua, nhưng mà riêng với cái mặt này á, nó sẽ là màu đen, nhưng mà các tép tờ ở trên đó nó vẫn rất là giống như cái dây Aqua xanh vừa rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái phần mà dây da này á, thì nó lại là có một cái đường viền, thì nó đảm bảo những cái sự casual nhất có thể, mà khi mà các bạn mặc áo sơ mi trắng và các bạn sẽ cần một chiếc đồng hồ nó vừa phải. Cái này nó cũng sẽ rất là thích hợp với những cái bạn mà học sinh, sinh viên mà kiểu minimalism hơn một chút xíu, mọi thứ nó rất là tối giản, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn rất là thú vị. Và bây giờ là đến với cái đồng hồ mà mình thích nhất rồi, và đây chính là cái đồng hồ mình thích nhất và mình đã đeo nó rất là thường xuyên. Cái này vẫn là tích hợp từ cái đồng hồ mà gọi là đồng hồ đa chức năng hồi nãy, nhưng mà riêng với cái họa tiết trên đó thì được lấy được cảm hứng từ cái dòng E. Bên cạnh đó là cái này mình rất là thích ở một cái, đó chính là full màu đen, dây da cũng màu đen, nhưng mà dây da cũng sẽ là dây da lấy cảm hứng từ da cá sấu nè. Rồi ngoài ra cái dây da bên trong nó rất là mềm, đặc biệt nữa, có một cái đặc biệt á, vì nó màu đen, nó là full đen, từ mặt đồng hồ cũng màu đen, những con số ở trên đó nó cũng là đen và trắng, và bên cạnh đó dây của nó cũng là màu đen, cho nên khi mà mình đeo lên tay á, thì đây chính là một trong những cái đồng hồ mà khá là dễ để phối đồ đối với những cái bạn mà không có biết mình sẽ mặc đồ gì, và đặc biệt những cái bạn mà thích dark wear mà cần cho mình một cái đồng hồ mà nó nhìn nó thật là tách, không phải là nhìn thật là tách nhưng mà thật nhìn thật là đa chức năng, với thật là nhiều chức năng á, thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn thú vị đến các bạn. Giá của chiếc đồng hồ này nó rơi vào 7.811.000, và riêng với đồng hồ này là mình đã cào cái phần QR code ra rồi nè, thì các bạn sẽ thấy rõ ha, nó sẽ có cái phần QR code để chống hàng giả ở đây. Tại sao mà mình đã cào cái này ra, thì tại vì mình đeo nhiều quá cho nên mình cào nó ra. Thì video của mình đã tới đây là hết rồi, thì mình cũng mong là các bạn sẽ thích cái video này. Mình mong là sắp tới mình sẽ có nhiều những cái video đồng hồ nhiều hơn về đồng hồ, để có thể giới thiệu đến các bạn những cái loại đồng hồ mà thú vị hơn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.